Chào các bạn, ở trong video ngày hôm nay mình tiếp tục làm video hướng dẫn cho các bạn cách xử lý trong cái phần mềm ZWCAT khi mà phần mềm nó ngoài tầm kiểm soát của các bạn. Cụ thể là nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà đưa phần mềm ZWCAT trở về dạng mặc định ban đầu. Vì là đôi khi là trong quá trình làm việc ấy thì các bạn sẽ gặp một vài những vấn đề nhỏ nhỏ như là mất phím tắt, lỗi phím tắt chẳng hạn, hoặc là các bạn thay đổi phím tắt nhiều quá dẫn tới là các bạn không có chỉnh sửa lại được, đưa lại được về dạng mặc định, đúng không? Hay là các bạn thay đổi giao diện, thay đổi các lệnh ở trong giao diện này, bây giờ đưa về dạng mặc định ban đầu, thì cái phương án làm ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách. Cách đơn giản và dễ nhất đó là các bạn sẽ vào cái lệnh là option và tìm đến cái phần là profile và các bạn chọn vào reset cho mình nhé. Reset. Khi đó thì phần mềm nó sẽ có một cái bảng hiện lên là bạn đang reset lại cái profile này. Đó, cái profile này sẽ được reset về cái dạng mặc định của ZWCAT thì bạn muốn tiếp tục hay không. Thì đây mình sẽ ấn là ok. Thì các bạn đợi trong vòng 5 đến 10 giây. Thì khi đó tất cả nó trở về dạng mặc định ban đầu hết, bao gồm cả lệnh, câu lệnh rồi thì giao diện các thứ nó đưa về dạng mặc định ban đầu hết. Ngoài ra đó, thì có một cách, nếu như trong trường hợp mà các bạn gọi lệnh option, các bạn ấn reset mà vẫn không được, đúng không? Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cách nữa. Cách này ấy thì là nó rất là an toàn, các bạn sẽ không cần phải là xóa phần mềm đi, không cần phải gỡ license ra. Trong trường hợp công ty các bạn đã mua license của ZWCAT rồi thì các bạn cũng sẽ không cần phải lo cái việc là phải thu hồi license, return license ra rồi mới xóa phần mềm đi. Thì bây giờ ấy là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ vào cho mình cái đây nhá, rồi mình sẽ ra ngoài. Bạn sẽ vào cho mình cái máy tính nha, this PC này. Và các bạn gõ cho mình là app data. Đó, app data. Trước chữ app data và sau chữ app data và có dấu phần trăm nha. Các bạn gõ là shift và số 5 á. Shift và số 5 nó sẽ ra cái chữ là phần trăm này. Đó. Đó. Thì nó sẽ ra một cái folder. Folder này thực ra là một folder ẩn ở trong cái ổ C. Đó. Thì mình ấn app data là nó ra cái là cái đường dẫn nhanh nhất rồi. Các bạn sẽ tìm cho mình cái folder là ZWSOC và ZWCAT. Ở đây trong máy mình ấy nó có, mình đã cài 4 cái phiên bản của ZWCAT nên là nó hiện lên 4 cái folder là 2019 và 2022 này. Nhưng ở trong máy các bạn có thể là nó sẽ ít hơn đấy. Các bạn sẽ tìm tới cho mình cái folder mà các bạn muốn xóa xóa cái tức là muốn đưa ZWCAT về dạng mặc định ban đầu á. Đây giả sử ở đây ấy là mình đang dùng là ZWCAT 2022 này và mình muốn đưa cái phần mềm này về dạng mặc định. Không, thì mình sẽ xóa cái này. Đây, xóa cái này. Các bạn sẽ delete cho mình nha. Đó. Trước khi delete thì mình muốn mở ra cho các bạn coi này. Đó. Trong này nó có license này. Nhưng cái này nó không. Các bạn đừng lo nha. Đừng lo là sẽ bị mất license. Đừng lo mất license. Ở đây thì mình có thể là mở lại phần ZWCAT lên cho các bạn này. Check lại phần online nhé. Lại các bạn vào license manager này. Ở đây là phần quản lý license của các bạn này. Đợi lúc thì đây là mình có hai license nhá, xíu nữa mình sẽ xóa cái folder đi và tí mình sẽ check lại xem là có mất hay không để cho các bạn an tâm nha. Đây mình có hai license nha, một license professional và một license standard. Đó, quit. Trong này nó có phần là gì, kiểu in, net in này, green style này, rồi thì những cái file gần đây này. Rồi thì có gì nữa, có tool palette này, rồi thì có giao diện này, CX này, có pattern kiểu hatch này, rồi line style này, đó, rồi phím tắt này, GPGP này, rồi thì khi mà các bạn xóa cái folder này đi, thì tất cả nó sẽ đưa về dạng mục đích ban đầu hết. Bây giờ mình sẽ xóa cho các bạn nhé, mình sẽ ấn Shift then Delete luôn. Bạn có muốn xóa vĩnh viễn cái file này không? Mình nhấn Yes. Đó, mình tắt phần này đi.
Các bạn không lo nha, cái này nó không ảnh hưởng đến license hết á. Xóa đi thì nó chỉ đưa về dạng mặc định ban đầu thôi, chứ nó không có khiến cho các bạn mất license, các bạn sẽ không phải reset lại license. Đây là một cách rất là tiện lợi và an toàn, không cần yêu cầu các bạn là phải cài đặt lại phần mềm đó. Thì khi đó phần mềm nó sẽ đưa cho các bạn, nó sẽ đưa về JWK sẽ trở lại dạng mặc định ban đầu nguyên thủy lúc các bạn mới cài đặt nó ra. Ở đây các bạn có thể check lại cái phần license này, gọi là online này, license manager này. Đó, hai license vẫn còn nguyên. Dạ, hai license. Ok, vậy là yên tâm nha các bạn. Đó, các bạn làm thử nha, nếu như mà không được thì có thể là comment lại ở phía dưới video này thì mình sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn. Sở dĩ tại sao mà ở đây các bạn thấy không có sự thay đổi gì cả, bởi vì là mình vừa rồi là mình giới thiệu thao tác lệnh cho các bạn thôi. Đó, thao tác lệnh cho các bạn thôi chứ mình không có làm bất kỳ một thay đổi gì cả. Vì lúc đầu của mình ấy là phần mềm nó là dạng mặc định rồi. Đó, nên thành ra là các bạn sẽ không thấy sự thay đổi gì cả. Nhưng mà nếu như mà trong trường hợp mà các bạn máy của các bạn có gặp lỗi liên quan đến phím tắt, net in, rồi thì kiểu đường nét này, tool palette các thứ cũng lạnh trong giao diện, mà các bạn muốn reset thì các bạn cứ làm thử một trong hai cách trên nhá, mình tin là nó sẽ phát huy hiệu quả. Ok, nếu như mà các bạn thấy hay thì có thể like và subscribe kênh cho mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.